Bình An Tử Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và trước khi đi vào nội dung của video, quý vị vui lòng chia sẻ video, ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video và những nội dung mới nhất về tử vi của 12 con giáp nhé. Và ngay sau đây thì xin mời quý anh chị đến với video từ giờ đến giữa năm và 15 ngày tới của năm 2022 Nhâm Dần. 6 con giáp sau đây may mắn gõ cửa, hỷ sự liên miên, cuộc sống sung túc đầy đủ, chính thức hết khổ, tài lộc rộn ràng, tiền vẻ như lũ. Lưu ý với quý anh chị là video chỉ mang tính chất là tham khảo và chiêm nghiệm. Và nếu muốn xem tử vi chi tiết cho bản thân, quý anh chị hãy chia sẻ video này và comment giờ ngày tháng năm sinh và điều cần hỏi ở bên dưới. Bình An Tử Vi sẽ trả lời quý anh chị sớm nhất có thể. Trong 15 ngày tới đây, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tài lộc, tha hồ giàu có. Thứ nhất, con giáp may mắn đầu tiên, tuổi Thân. Người tuổi Thân với bản chất thông minh lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ vậy, họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với tất cả mọi người. Con giáp này cũng mang tính cách kiên trì, kiên định với những mục tiêu mà mình đề ra. Người tuổi Thân giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu đựng áp lực tốt. 15 ngày tới đây thì người tuổi Thân có tài lộc hành thông, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn và từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc là thăng quan, tiến chức. Con giáp tuổi Thân nếu kinh doanh thì cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lợi nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Đồng thời người tuổi Thân cũng cần phải chú ý sức khỏe của họ cũng kém đi. Họ dễ mắc bệnh liên quan tới phổi và đường tiêu hóa. Con giáp may mắn thứ hai, tuổi Dậu. Người tuổi Dậu thì rất chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Và họ không quản ngại vất vả và cũng không ngần ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới. Thế nên, cho dù chậm nhưng chắc, tuổi Dậu vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc. Dự đoán của Bình An Tử Vi thì tử vi 12 con giáp nửa tháng tới đây, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được sự cất nhắc từ cấp trên, khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến và kéo theo đó là cơ hội tăng lương và số dư trong tài khoản tăng lên ngùn ngụt, khiến chính cho những người tuổi Dậu cũng cảm thấy choáng váng trước sự giàu có của mình. Bạn hãy an nhiên mà tận hưởng niềm vui này đi nhé. Con giáp may mắn cuối cùng, tuổi Thìn. Theo tử vi của 12 con giáp và Bình An Tử Vi, người tuổi Thìn là người tự lập và thích cuộc sống tự do. Con giáp này là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, thích kết bạn với mọi người và họ luôn có niềm tin vào bản thân và có sự tham vọng trong sự nghiệp. Do vậy mà con giáp này không thích lập gia đình từ khi còn trẻ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Sau tuổi 30, họ dần trưởng thành, vững vàng trong sự nghiệp. 15 ngày tới đây thì người tuổi Thìn có tài vận dần chuyển biến tích cực. Người tuổi Thìn có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số. Những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc và thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Đặc biệt là đường tình duyên của con giáp tuổi Thìn cũng vượng hơn trước. Những người còn độc thân sẽ tìm được nửa kia ưng ý, trong khi những người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng và gắn bó. Tuy nhiên thì sức khỏe của người tuổi Thìn trong thời gian tới cũng không tốt. Họ dễ bị cảm, sổ mũi và cơ thể thì suy nhược, cần được bồi bổ. Giữa năm 2022 sắp tới, ba con giáp này may mắn kéo đến, ăn nên làm ra, làm gì cũng thắng lớn, tiền bạc thả ga, tình duyên tươi tắm. Con giáp may mắn đầu tiên, tuổi Tuất. Tuất luôn là người biết nhìn xa trông rộng, khi làm việc, con giáp này cực kỳ nghiêm túc và tận tâm để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Ngoài ra, con giáp này cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người, nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc. Theo Bình An Tử Vi, giữa năm 2022, những nỗ lực của người tuổi Tuất trong thời gian qua sẽ được đền đáp. Tuổi Tuất hãy yên tâm rằng đến một ngày sẽ được hái quả ngọt. Ngoài ra, con giáp này cũng muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Tuất sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Thời gian này, ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Tuất còn hứa hẹn sẽ có tài lộc rủng rỉnh và cuộc sống ngày một khởi sắc.
vận may bất ngờ nở rộ, khiến cuộc sống của Tuất như bước sang trang mới, tinh thần thì phơi phới và vui vẻ. Con giáp may mắn thứ hai, tuổi Dần. Tuổi Dần không quá tài năng nhưng bù lại có sự chăm chỉ và siêng năng. Người tuổi này được nhiều người biết đến bởi sự cầu tiến và ý chí vươn lên trong công việc và cuộc sống. Do đó, dù sớm hay muộn, con giáp này cũng nhận được trái ngọt trước sự nỗ lực và cố gắng của bản thân. Theo Bình An Tử Vi, đến giữa năm 2022 sắp tới, con giáp này có nhiều tin vui gõ cửa, đồng thời cũng như gặp nhiều cơ may trong công việc lẫn cuộc sống. Đây là lúc tài lộc của bạn nở rộ, may mắn và đua nhau kéo tới, giúp cho công việc con giáp này thuận lợi hơn. Dần có cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp bản thân. Nếu đã làm kinh doanh thì tuổi Dần có cơ hội để khôi phục lại các hoạt động buôn bán. Nếu độc thân thì Dần cũng sẽ sớm tìm được nửa kia cho riêng mình. Con giáp may mắn cuối cùng, tuổi Thân. Thần luôn không ngừng nghỉ để tìm cách tạo ra cơ hội cho riêng mình, là người rất năng động và luôn thích chủ động, nên con giáp này luôn biết thể hiện năng lực và tỏa sáng. Theo Bình An Tử Vi, giữa năm 2022 sắp tới thì những người tuổi Thân sẽ vô cùng may mắn và nhờ có thần tài chiếu mệnh, nên Thần sẽ song hỷ lập một, làm ăn suôn sẻ, chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Con giáp này bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể. Nếu may mắn thì cuối năm này, sự nghiệp của tuổi Thân có khả năng công thành danh toại, tài vận dồi dào và cuộc sống cũng trở nên sung túc và viên mãn hơn. Trên đây là từ giờ đến giữa năm và 15 ngày tới của năm 2022 Nhâm Dần, 6 con giáp này sẽ may mắn gõ cửa, hỷ sự liên miên, cuộc sống sung túc đầy đủ, chính thức hết khổ, tài lộc rộn ràng, tiền về như lũ mà Bình An Tử Vi gửi tới quý anh chị. Trên kênh còn rất nhiều nội dung hấp dẫn khác về tử vi của 12 con giáp, như tử vi chọn đời của 12 con giáp, tử vi năm 2022, sinh con năm 2023, 2024 và 2025. Xin mời quý anh chị đón xem và để lại một đăng ký kênh và chia sẻ video này cho Bình An Tử Vi, phong thủy nhé.